We are the Core Guardians. We are supposed to defend the borders. Protect Elysian One. Our weapons are loaded. Our defenses are built. Our enemies are lining up. Backup is coming. We are ready for them. Quay trở lại với cả PC của mình. Thời điểm hiện tại thì đang là cái đợt Black Friday ở bên Mỹ thì phải. Cho nên là giá game giảm rất là nhiều, cũng như là thậm chí bây giờ Humble Bundle nó còn thả một cái game, đó là Sandstorm 2, mà miễn phí hoàn toàn cho các bạn download. Và game này trị giá đó là $15. Game này thì nó là game thể loại defense. Chúng ta sẽ vào vai nhân vật nào đó, sau chúng ta thì thủ thành trước đàn quái vật cứ lần lượt đến càng lúc càng đông. Thế nào? Các bạn có thể hiểu đó là lối chơi đơn giản của Sandstorm 2. Và nó cũng chính vì cái lối chơi thủ thành cho nên chắc chắn là nó cũng sẽ có rất là nhiều sự thú vị, cũng như là cái tính trải nghiệm cho chúng ta, được chưa nào? Thì bây giờ để có thể nhận được cái game Sandstorm 2 miễn phí này với giá $15 hoàn toàn free thì các bạn hãy làm như sau. Đầu tiên đó là các bạn phải có một account của Humble Bundle đã. Thì mình đã có một video hướng dẫn các bạn đăng ký account của Humble Bundle rồi, cho nên là mình sẽ để cái video đó bên dưới phần mô tả của video này, các bạn hãy coi qua và đăng ký nick nhé. Và sau khi đã đăng ký nick xong rồi thì các bạn hãy log in vào, đăng nhập vào. Mình sẽ đăng nhập vào luôn đây. Ok, đã đăng nhập vào. Bây giờ ấy, sau khi đã đăng nhập vào ấy, thì mình sẽ ấn vào cái Add to Cart ở đây các bạn nhé. Add to Cart này. Rồi, sau đó thì mình sẽ ấn tiếp vào phần checkout ở đây. Ở đây mình sẽ ấn tiếp vào Get it for free. Đợi nó xử lý. Rồi, nó bung ra một cái trang này. Processing your order. Ra đợi một chút. Sau đó thì chúng ta sẽ ấn vào Preview your email. Rồi chúng ta ấn tiếp vào Download now. Enter the code. What the fuck. Chúng ta cần phải đăng nhập vào email đã. Nếu mà nó hiện ra cái bảng này, cần email chúng ta được verify. Mình sẽ đăng nhập vào email đó, các bạn đợi một chút nhé. Trời ơi, mất khẩu mà. Đây rồi, Humble Bundle Account Protection. Đây, copy cái mã này lại. Sang bên đây, dán ra, verify. Tại email này của mình lâu quá không đăng nhập vào cái Humble Bundle cho nên nó đòi cái đó các bạn. Được rồi, sau khi đã verify xong thì lập tức nó sẽ bung thẳng ra cái trang này luôn. Còn một số bạn mà thường hay đăng nhập vào Humble Bundle thì nó sẽ không bắt các bạn phải verify cái email của các bạn đâu, chứ nào. Chẳng qua là cái email này của mình lâu lắm rồi mình mới đăng nhập vào Humble Bundle cho nên nó mới bị như vậy. Thì sau khi đã verify xong ấy, thì hoặc là các bạn ấn download xong ấy, nó sẽ bung thẳng ra trang này luôn, chứ nào. Đây này, trang này tương tự như thế này, sau đó các bạn ấn vào Riven Your Steam Key. Rồi, ở đây nó hiện ra cái một cái cây đúng không? Các bạn hãy copy lại nhé. Rồi, công việc bây giờ chúng ta đó là sẽ đăng nhập vào Steam. Rất là dễ đúng không nào? Chỉ vài click đơn giản là chúng ta sẽ có được cái game đó là Sandstorm 2. Hoàn toàn free, trị giá $15 với lối chơi cực kỳ hay và sáng tạo. Mình sẽ đăng nhập vào cái nick Steam của mình nhá. À, mật khẩu là gì ta? À đây không? Đây, các bạn ơi.
Sau đó mình sẽ ấn vào phần đợi chút nhá. Đây, mình sẽ ấn vào phần Add a Game. Được chưa nào? Sau đó mình Active a Product on Steam. Được chưa nào? Sau đó mình ấn Next. Sau đó mình ấn I Agree. Rồi mình dán cái cây mà mình vừa mới copy bên cái bên Humble Bundle ra. Được chưa nào? Sau đó mình ấn Next. Thì cái Steam ấy nó sẽ tự động nhận ra đó là cây của game, đó là Sandstorm 2. Được chưa nào? Sau đó thì mình sẽ ấn Finish thôi. Bởi vì game đã về với cả cái library của mình rồi này. Bây giờ ấy, thì game mình cứ vứt ở đây, mình không download. Bởi vì game bây giờ thời điểm hiện tại thì sau khi mà mình đã dán cái cây và add nó vào trong cái library rồi ấy, thì game là vĩnh viễn của mình rồi. Mình muốn download lúc nào cũng được. Nhưng mà thời gian nhận cây của các bạn á, nó chỉ có ở đây, các bạn có thấy thời gian nhận cái cây của game Sandstorm 2 ấy, nó chỉ còn có một ngày thôi. Các bạn phải thật nhanh tay lên thì mới có thể có được cái bản quyền. What the fuck? À đây. Đây các bạn có thấy, nó chỉ còn có 1 ngày 8 giờ thôi. Cho nên là trong 1 ngày 8 giờ này các bạn hãy nhanh chóng nhận được cái cây đó để add nó vào trong Steam. Có khi add vào trong Steam rồi thì các bạn muốn download lúc nào cũng được. Bởi vì cây game đã là của các bạn rồi, được chưa nào? Cho nên các bạn hãy nhanh tay lên nhá, chỉ còn 1 ngày 8 giờ thôi. Chúc các bạn nhận game thành công và chơi game vui vẻ. Bây giờ thì mình sẽ cho các bạn coi qua một chút về cái gameplay của tựa game này. Bởi vì thời điểm hiện tại thì mình chưa có download game, cho nên là mình sẽ cắt một cái video gameplay của một vài player trên thế giới. Sau đó thì các bạn có thể coi qua cái lối chơi của tựa game này và các bạn có quyết định là mình có lấy cái cây đó hay không nhá. Nói chung là mình thấy thì game rất là hay, cho nên các bạn hãy lấy cây về mà chơi nhá. Chúc các bạn đào đắt game thành công và chơi game vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình. Chào tạm biệt các bạn. Up and at 'em. Not enough tower bases. Clear for now. This will do it. This is gonna get him. Okay, get ready. Come on, come on! To be all of them. Killing off Burma, one tower at a time. Here they come. Ah!
This will do it. This is gonna get him. Okay, get ready. All clear for now. This will do it. Here they come. Back in the game.
killing off vermin, one tower at a time. This is gonna get him. Okay, get ready.
Ready.